chốn vui chơi của Sao Việt tháng 3, Trấn Thành cùng nhóm bạn đi Đà Lạt, Quang Vinh, Mizu và Đoan Trang ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc, còn Thanh Hằng đi Sapa. Mizu có chuyến đi dài ngày đến Hàn Quốc trải nghiệm văn hóa và ẩm thực xứ sở kim chi. Dịp này trùng mùa hoa anh đào nên cô tranh thủ diện hanbok đi dạo trong các di tích cổ như cố cung, làng cổ Buksong. Seoul là thành phố của những giá trị nghệ thuật, nơi hòa trộn văn hóa Á Đông cổ điển và những tuyệt tác nghệ thuật đương đại. Nơi gìn giữ cái cũ, liên tục sáng tạo cái mới. Nơi khiến mình mới mẻ hơn mà cũng hoài niệm hơn, cô viết. Đoan Trang cũng có tháng 3 bận rộn với lịch trình vi vu nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc. Gia đình nữ ca sĩ hội ngộ với bạn bè thưởng thức đặc sản địa phương. Cô cho biết mê khí trời nắng nhẹ mà mắt lạnh này. Không chủ đích từ trước, chỉ khi bắt gặp những con đường rậm sắc hoa anh đào, Đoan Trang mới nhận ra đang mùa hoa đẹp nhất ở Hàn Quốc. Quang Vinh dành chọn mùa hoa anh đào để du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ ngắm loài hoa này dù nhiều lần tới đất nước mặt trời mọc. Sau khi ngắm đã khung cảnh thần tiên ở Tokyo và Fukushima, Nhật Bản, Hoàng tử Sơn Ca sang Busan, Hàn Quốc. Check-in nhiều điểm ngắm hoa nổi tiếng. Diệu Nhi hội ngộ với hội chị em sao nhập ngũ gồm Hậu Hoàng, Khánh Vân và Hoàng Yến trong chuyến du lịch Mông Cổ. Tới đây đúng vào mùa tuyết, cả nhóm tận hưởng cái lạnh tái tê, trải nghiệm ngủ lều của người dân du mục, chơi với tuần lộc, chim ưng và cưỡi ngựa. Văn Mai Hương đang có chuyến đi dài thăm Bắc Mỹ, hội ngộ người thân. Cô may mắn tới Vancouver, Canada, ngày nắng đẹp hiếm hoi trong năm. Thành phố bé nhỏ xinh đẹp này làm tôi mê đắm quá, cô viết. Ít ngày sau, nữ ca sĩ check-in ở Mỹ. Á hậu Kim Duyên bận rộn với lịch trình ăn chơi ở Mỹ. Cô ghé thăm tuyến tàu điện cổ nổi tiếng ở San Francisco, California rồi có chuyến trải nghiệm bay trực thăng ngắm Las Vegas về đêm. Sau những ồn ào, Trấn Thành tìm bình yên trong chuyến đi Đà Lạt cùng Harry Won và hội bạn gồm Huyền Ân, em gái Trấn Thành, Lê Giang, Anh Đức, Lý Hạo, Mạnh Quỳnh. Cả nhóm thuê một căn villa mới toanh ở Đà Lạt, chèo kayak trên hồ Tuyền Lâm, tham quan trang trại cừu. Không đi nước ngoài ngắm hoa anh đào, Thanh Hằng lựa chọn ở ẩn trên Sapa, ngắm hoa ban tím. Cô thuê một căn villa sang trọng giữa núi rừng, tận hưởng không khí se lạnh của núi rừng Tây Bắc. Minh Tú hóa thân thành cô gái người Mông khi đi thuyền trên sông Nho Quế. Thăm nhà của Bao và check-in dốc Thẩm Mã ở Hà Giang. Hoa hậu Thanh Thủy cùng Tiểu Vi, Thiên Ân, Bảo Ngọc tham gia giải chạy ở Lai Châu, kết hợp tham quan nhiều cảnh đẹp nơi đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.